Minh Khôi B3 à, đánh gánh vua B3 hậu A3 bỏ tốt A3 đúng không? Rồi à hay à, Hải Nam FE đi Thành An FE Giang Hương công an không nhắc tấn công ánh hậu bằng B3 đúng không? Cánh hậu là khu vực ABC đúng không? Cột A của B của C. Ý con là đẩy B3 gì hay là để A4 hay như nào? Hay B4 tấn công ánh hậu. B3 à. À, đánh vào cái vị trí vua của đối phương đúng không? Đức Hùng nào. Sao là G5 được? À, ok rồi. Khánh Toàn. FE à? Ok. Trong số những đáp án của các bạn ấy thì đều là những cái nước Xuân Phú nghĩ ra chưa? Cứ mạnh dạn nói đúng không? Sai thì sửa, không sao, sai thì không sao đâu. Vì nước đi của thầy cũng đã chắc đúng đâu, nó chắc phải mạnh nhất đâu. Được rồi, mấy bạn khác thì thầy chưa cần phải hỏi. Vì chắc đáp án nó cũng thế thôi. Sao Phú, đi đi. Hả? A4. Rồi. Hoàng Khôi. Cũng A4. Bảo Châu A4 á. Mạnh dạn đi đi. Mã 2. Rồi ok à, trong số tất cả những cái nước đi của các bạn ấy thì Đức Anh nói rồi còn gì nữa. Đức Anh đi đâu? Mã G5 đúng không? Trong số tất cả những nước đi này thì chỉ có hai nước mà thầy sẽ loại bỏ ngay, tức là thầy không tính đến, nhìn phát biết ngay là không nên đi. Thứ nhất là A4. Và thứ hai là hậu F4. Hậu F4 để G4 là một kế hoạch rất tệ. Các bạn chắc đoán được đúng không? Nếu mà chúng ta đánh giá cờ này hậu F4 rất tệ, không hiểu làm cái gì ở cái nước đi này. Đứng thứ nhất là cái vị trí đứng là nhìn thẳng mặt xe đúng không? Thứ hai ấy, ok, trừ khi là cái nước hậu F4 này bạn tiếp tục bạn đẩy con tốt G4 lên thì nó có lý. Nhưng mà đẩy tốt G4 trong cái thế cờ này thì nó lại rất vô lý, đúng không? Ai lại đi tạo điều kiện cho đối phương mở cột nó đánh chết mình ngay, thua. Thầy có cân nhắc giữa hai phương án. Hai phương án đầu tiên mà thầy cân nhắc tới, thứ nhất là B3, tức là mình mục tiêu là mình đánh vua người ta đấy, bỏ tốt, ok, bỏ tốt A3. Đối phương mà ăn tốt này thì cũng phải cẩn thận. Đấy, chưa chắc là dám ăn đâu. Rất nguy hiểm. Và nước đi thứ hai mà thầy cân nhắc đó là hậu G5. Đấy, hai cái nước đi này như các bạn biết nó là hai kế hoạch hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái nước đi là phức tạp hóa thế trận, thậm chí là thí tốt để công vua, đúng không? Còn một nước đi là đổi tàn. Đấy, tất nhiên là đối phương người ta vẫn có những cái nước đi người ta không muốn đổi tàn, ví dụ như là mình đi hậu G5 mà người ta để F6 chẳng hạn thì cờ nó tương đối phức tạp đấy. Đấy. Tuy nhiên trong nước đi này thì như Phúc An biết thầy lựa chọn là gì? Hậu G5. Thực ra thì thầy không cần phải tính đến cái nước F6. Các bạn biết vì sao? Tôi biết chắc chắn là Phúc An sẽ đổi hậu. Đấy. Cái này người ta gọi là bắt bài tâm lý thôi. Thứ nhất ấy, là bởi vì thầy đánh Phúc An rất nhiều, biết là bạn nghĩ cái gì. Thứ hai ấy, là nếu các bạn xem từ đầu đến cuối trong ván này là Phúc An đang bị đè nén. Đè nén, đè nén, đè nén. Lúc nào cũng trong tình trạng phải đỡ. Tôi biết trong đầu anh ta đang muốn là đổi hậu thật sớm để đánh thẳng, đúng không? Mặc dù cái nước đổi hậu này là nước không hay, cờ này đúng là phải để F6. Đấy. Đấy. Tâm lý mình hiểu tâm lý. H6 thì thầy nghĩ không hay lắm. Nếu H6 thì chắc chắn cờ trắng vẫn hơn. Đấy, nên là thầy quyết định là cờ này thầy sẽ đổi hậu thôi, đánh tan thôi. H6 đổi hậu. B3 cũng là cái nước thầy nghĩ tới, nhưng mà e rằng nước này hơi phức tạp và nếu như mình
với cái khoảng thời gian của mình ít hơn đối phương, bởi vì thầy phải ghi nước đi, Phúc An thì không ghi, thầy phải ghi ra một cuốn sách như này, Phúc An thì không. Đấy, và thậm chí là thầy còn phải, như Phúc An biết là có những bạn khác ngồi bên cạnh các bạn ấy đang làm bài, đang làm bài tập, thì các bạn ấy lên hỏi thầy thường xuyên, tức là tôi không thể nào mà tập trung tối đa cho cái ván đấu này được, vì ngoài đánh Phúc An thầy còn làm việc khác nữa. Đấy, nên là thầy không lựa chọn cái nước đi phức tạp quá, mà thầy lựa chọn là đổi tan thôi. Đấy, và bắt được bài tâm lý là Phúc An không cần nghĩ nhiều, ăn ngay. Bởi vì như các bạn biết, nếu như các bạn xem từ đầu ấy, các bạn sẽ biết là Phúc An là bị đè từ đầu. Chơi cái khai cuộc là phòng thủ Pháp đúng không? Hôm nay thầy chơi biến mã C3, còn các hôm thì thầy đã thử đánh với Phúc An tất cả các biến khác nhau rồi, đúng không? Tập... thầy chơi mã mã D2 cũng chơi rồi. Có một cái ván mã D2 trước thầy đã phân tích trên lớp rồi đấy. Đánh với Phúc An luôn. À đánh với Đông Dương nhỉ? À đánh với Đông Dương. Đấy. À, Phúc An đánh cũng chuẩn đấy, không phải là đấy. A6. Okay. Đánh rất kinh nghiệm. Nhìn chung là đánh cũng khá ổn. Chỉ là đè một chút thôi. Đây, có lẽ là Phúc An hơi bất ngờ về nước này, thực ra cũng chả có gì đâu. Đúng không? Như thầy đã nói, nếu mà cờ này thì Phúc An nên đẩy B4. Hôm đấy trên lớp thầy phân tích luôn, đẩy B4 thì cờ nó hay hơn. Phúc An không dám đẩy. Nhưng mà sai thì đúng là sai từ nước C8 này như thầy nói, đúng không? Không cần phải phân tích máy tính biết nước này có vấn đề ngay. Đấy, nước này là anh ta nghĩ là thầy sẽ đổi qua để anh ta chơi con F. Nhưng mà nghĩ như thế thì nó hơi đơn giản quá, đúng không? Đấy, nếu mà các bạn chơi cờ này thì các bạn hoàn toàn có thể tìm ra được những nước tốt hơn. Ví dụ như chúng ta chả làm gì cả, đơn giản phát triển tượng B7 thôi. Để yên thế, đúng không? Thì mình không muốn ăn thì mình để yên. Tất nhiên ăn nước này thua rồi, không ăn, để yên đấy. Ừ, ăn thì cờ yếu hẳn luôn. Nhưng mà nước CF8 này thì bắt đầu bị đè. Rồi, sau khi bố trí hết các quân, thầy quyết định đổi tàn. Vì thầy nghĩ là trong cờ này thì đối phương sẽ có một cái điểm rất yếu ở E6 này, nên là thầy quyết định đổi tàn. Đấy, đến đây thì đi đâu tiếp? Đi đâu? Cái này thì dễ rồi. Này hỏi mình nào đoán ra ngay. Sao? Quirion Gambit. Mã F7 à? Mã F7 đấy này cho nó hay nhỉ? Ok, chúng ta thử check lại cái nước trước nhá. Tôi không chắc có phải nước hậu G4 hay nhất không. Hậu G5. Có nước đi hậu F4. Nhưng mà nó không đúng theo kế hoạch của thầy. Từ B3, B3 thầy nghĩ là cũng là nước 2 đấy. B3 vẫn mạnh. Hậu G5 mạnh nhất. Hoặc hậu E1. Ít nhất là mình cũng đánh được nước mạnh nhất. Còn hậu F4 ấy, hậu F4 chắc chắn là người ta không đẩy G4 đâu. Đúng không? Hậu F4 người ta đi, người ta có chiến lược khác. FE thầy nghĩ là không hay lắm. FE mở con F vào đánh giờ. FE là không phải hay nhất nhá. Ưu thế nó giảm rồi. Ok. Mở cột thế đâu có tốt cho bên trắng đâu. Rồi, và đến đây thì FE đúng không? Cờ này thì bên trắng ưu rồi. Về cơ bản đấy, tại sao thầy nói là trắng ưu? Không nói về đòn nhá. Ở đây thực ra là thầy cũng không nghĩ là mình sẽ bắt được lãi thêm một tốt nào đâu. Mà thầy chỉ nghĩ đơn giản là về chiến lược mình sẽ có ưu. Bởi vì đối phương người ta có một tốt yếu nó ở D5 mà. Đấy, nó là vấn đề như thế. Chắc chắn là đối phương không thể là ăn tốt để mình ăn bắt đôi đúng không? Đấy. Thế thì con tốt này rõ ràng là mình có thể ăn, hoặc mình có thể đẩy lên, hoặc mình có thể phải ăn mã chứ quên. Đẩy lên thì là mình mất quân đúng không? Tại vì mình vừa thí rồi, ok mình ăn mã thì con tốt này kiểu gì nó cũng thành tốt chân rồi, như mình Khôi nói đúng không? Đấy, và tất nhiên thì ăn mã ngay không phải nước hay, ăn thêm một con tốt. Bây giờ đố các bạn biết đẩy E7 tốt hơn hay ăn mã tốt hơn? E7. Trong ván thầy đã tính sót đòn, thầy đã không đi nước hay nhất. Đến đây thầy tính hơi sót đòn. Tính hơi sót đòn thật. Đố các bạn biết E7 tốt hơn hay là ED tốt hơn? E7. Ai nghĩ là
E7 tốt hơn giơ tay. Ai nghĩ là ED tốt hơn giơ tay. Không ai dám đi nước ED tốt hơn. Trong ván thầy đi theo phần đông trong lớp, thầy đi E7 nhưng cái này không phải hay nhất. Mặc dù chắc chắn nước này thì vẫn ưu rồi. Đấy, bởi vì thực ra thầy nghĩ như này này, nếu mà ăn mã ấy, thì đối phương sẽ có con xe nó xiên thì còn tốt mình mất, nhưng mà thực ra là mình lại có đòn. Nhưng mà trong ván này thầy không nhìn ra đòn đấy. Đây này, đòn này. Đây đúng không? Có đòn mã B6. Đấy. Đấy, có cái đòn này. Trong ván mình không nghĩ đòn này. Ờ thì bắt lãi suất là thắng rồi. Đúng không? Đấy, nên là thầy hả? Không ăn thì đi đâu? Quan chạy xe thì yếu à? Chạy xe thì người ta đẩy như thế này thì không, chưa đẩy này ngay. Người ta phải giữ con này đã. Nhưng mà cờ này thì lép hẳn được thì đã đánh gì. Đúng không? Xe chạy đâu? Cháp gì nó nhảy về không làm được. Cháp sao được? Nhảy về D5. Bây giờ con phải chạy xe đã đúng không? Đến thầy đi tiếp chứ. Này, thậm chí nó còn có những cái nước như này đỡ làm sao được. À ơ thì con đi đi, con đi xe đi. À xe D8 à. E6 cái, không biết là ông này ông đỡ kiểu gì. Này 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 này. Này, ui ui, không để tâm này, không để tâm này. Hay chưa? Này này. Ui giời ơi. Ôi ôi. Bao nhiêu nước để mà thắng? FE này fit xe rồi. Mã D7 anh này, đúng chưa? Thua chưa? Đấy thì trong ván đáng ra thầy có thể xử lý gọn gàng hơn thì thầy quyết định là chơi yêu một chút thôi, tức yêu một tốt, đánh cho tàn yêu tốt. Nhưng mà thế là đủ rồi. Này đi đâu tiếp? Ôi chạy về. Ờ chạy về rồi. Mã xuống D6. Ai ơi, không, cờ này không bỏ được, bỏ cờ này toi ngay. Ờ được rồi, đến đây thì xử lý nó dễ, cờ tàn này thì cũng không khó lắm. Thôi. Ôi chết rồi, mất mã rồi. Hỏng rồi, mất mã rồi. Ăn con mã xong thì không đỡ được cái nước phong hậu đúng không? Này. Này. À rút đi. À xe rút về đây đi. Thầy lại bày trò. Ờ hay. Không, thực ra Phúc An biết cái này rồi. Phải chạy vua. Ôi. Thôi, này, hết nhỉ. Thôi thua rồi. Đấy. Thì nhìn chung nếu mà Phúc An mà tỉnh táo ra thì cờ này thầy nghĩ là có thể để F6. Thì cờ bên trắng yêu hơn một tí thôi, không nhiều đâu. Đây này. Đây thì nghĩ đến đây phải để F6 tốt nhất, F6. Chắc thế. Đúng là F6 tốt nhất. Đúng không? Trắng yêu chưa được một điểm. Tất nhiên nếu mà F6 như này thì bên đen cũng gặp rắc rối. Đó là gì? Đó là chắc chắn là con tốt này nó vẫn sẽ thành tốt yếu. Kiểu gì thế này tốt yếu. Đấy, và thầy đánh cờ tàn thì thầy chỉ gần như này thôi. Đúng không? Chỉ gần như này thôi. Là đủ rồi. Đấy, thì thầy nói về một cái ván cờ. Nhìn chung là mình thực hiện theo những cái gì mà mình đã học thôi. Áp dụng đúng những gì mình đã học vào trong cái ván cờ. Đấy, thì trong cái giải hội khỏe Phù Đồng thành phố mới đây này thì thầy đã thấy một số bạn đã làm được cái điều này, tức là mình thay đổi so với những cái giải quan trọng khác là mình biết áp dụng những cái gì mà thầy đã hướng dẫn trước giải và trong giải, và các bạn làm rất thành công. Tuy nhiên như hôm trước là thầy cũng đã có một cái buổi mà phân tích một số ván cờ tệ nhất trong lịch sử nhân loại đúng không, thì các bạn biết là các bạn hoàn toàn không làm được những cái gì mà thầy đã nói. Đấy thì đấy là cái điều mà rất đáng phê bình đúng không. Thì thầy hy vọng là cái điều này nó sẽ không lặp lại trong cái giải cờ vua trẻ toàn quốc sắp tới. Ok, hôm nay ấy, chủ yếu là thầy quay để nói chuyện với các bạn trước giải trẻ thôi.